Chuyên gia Mỹ đã nghiên cứu chiết xuất DHA từ siêu vi tảo spirulina kết hợp với các nguồn nguyên liệu thiên nhiên trong sản phẩm cốm trí não G-Brain. Thành phần DHA chiết xuất được spirulina tinh khiết hơn so với dầu cá thông thường. Trong khuôn khổ sự kiện, công ty cổ phần Brand Nutrition Việt Nam xây dựng chương trình đồng hành cùng mùa dịch, trao tặng quà và khẩu trang, nước sát khuẩn cho làng trẻ em Berla, ủng hộ quỹ khuyến học cho trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Với những cái sản phẩm mà mang lại giá trị về sức khỏe, giàu dưỡng chất DHA, tăng cường trí não cho trẻ, tôi hy vọng rằng với những sản phẩm này thì góp phần giúp cho chúng tôi hoàn thành tốt hơn sự nghiệp giáo dục của mình. DHA là thành phần quan trọng cấu tạo lên não bộ và hệ thần kinh của trẻ. Cơ thể không thể tự tổng hợp DHA mà phải bổ sung bằng đường ăn uống, hỗ trợ trí nhớ và tăng khả năng tiếp thu trong học tập. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.